Xin chào các bác nhé. Hôm nay tiện thể em quay cái video em vệ sinh cái nắp nắp bệt này. Đó, thì em tiện thể em giới thiệu bác cái máy vệ sinh hơi nóng của Thụy Sĩ. Model của nó thì tên của nó là Heidi. Cái này thì nó dùng cho thị trường Nhật Bản thôi. Nguồn điện sử dụng chính của nó điện 100V các bác ạ, điện 100V. Thì mình muốn sử dụng cái máy này thì mình sẽ sử dụng qua một cục nguồn 20A đấy, từ 220 ra 100V hoặc 110 các bác nhá. Dây này mình có thể tháo rời ra được các bác nhá, có thể tháo rời ra đấy, dây của nó rất là tốt bằng ngón chân cái, nó rất là mới và phụ kiện của nó rất là nhiều, nó có cả túi luôn đó. Trên cần chính để điều khiển ấy, thì đây là nút công tắc để bóp xả hơi, và trên này mình có thể tăng giảm cái lượng hơi tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng mạnh hay là yếu. Thì nắp vệ sinh này rất là đẹp, thì em tháo ra tính vệ sinh mà nó mới quá nên là cũng tiện thể quay cho các bác coi luôn. Cái này thì em cũng bán rồi đó. Đây em xịt hơi cho các bác đây. Áp lực hơi của nó này đó, áp lực rất là cao nhé, mình có thể tùy chỉnh bớt ở đây để giảm cái lượng hơi của nó đi. Đấy, ví dụ mình để ít ít thôi đó. Đây. Đó. Okay. Ví dụ như mình xịt những chỗ mà nó nhỏ ấy, hoặc là mình muốn hơi nó nhỏ thì mình sẽ làm nó nhỏ, còn muốn lớn thì mình sẽ thả nó lớn, rất là tiện, cần áp lực cao đấy. Này. Đó, ví dụ như em muốn vệ sinh một cái con này, cái con này con cá đuối, con này nó vệ sinh lẹm này, giường lẹm, ghế sofa đó. Đó, nó có bám bẩn thì bác xịt hơi nó sơ sơ một chút xíu đi, mình để hơi nó mức nhỏ nhỏ thôi. Đó. Cái chỗ nào nó khe mình cần mạnh thì mình xả mạnh, còn không thì cứ xả bừa bừa thôi. Đó. Đó, nó thấy rất là bẩn này. Đó thì bây giờ mình sẽ lấy một cái rẻ, nếu mình lau nữa là rẻ, nó rẻ rất là sạch các bác. Đấy. Thì ngoài ra bác cũng có thể vệ sinh điều hòa, vệ sinh điều hòa của tủ lạnh. Đấy. Cái máy này thì nó rất là nhiều tính năng vệ sinh, những vệ sinh tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, nói chung là nhiều thứ lắm. Đấy, ví dụ áp lực của nó rất là mạnh như thế này thì mình có thể xịt vào những cái khe khe ấy. Đấy. Những cái ngóc ngách ở trong tủ lạnh, máy giặt, nói chung là rất là nhiều cái để mình vệ sinh, ủi quần áo. Đấy. Nhiều lắm, vệ sinh bếp nước các thứ. Đấy, rất là nhiều thứ chứ không phải là một mình vệ sinh mấy cái đồ như giống như em hay quay. Đấy, nó vệ sinh khá là nhiều thứ hàng ngày. Đấy, kể cả những cái vị trí như thế này các bác ạ. Đó. Thì bình thường mình lau thì nó chỉ ở ngoài thôi, không lau được sạch sẽ. Còn khi bác xịt này nó có xịt vào kẽ được của nó nhá. Đây này, các bác nhìn thấy chưa? Kẽ này. Đấy, các bác nhá. Em xịt bằng áp lực không thôi, nó đã đẩy đi rồi. Còn nếu mà các bác sử dụng nó có cái chổi nữa cơ. Đó, cái chổi quét đó. Thì nó sẽ sạch hơn nữa các bác. Như trên này nó dạng cái tầm này nó thế. Nói chung là cái hơi nóng ấy, thì nó có cái lợi thế là nó không sử dụng hóa chất. Đấy, nghĩa là bằng hơi nóng tự nhiên. Khi mình xịt ở đây thì mình lấy cái rẻ mình lau sơ cái là cái vòi nó rất là đẹp các bác ạ. Mới. Và mới và không phải dùng hóa chất thì nó sẽ không bị bạc màu, đấy, không bị bạc cái mất màu cái mạ như trên những cái thân này, kể cả bề mặt nhựa cũng thế. Có những bác thấy bề mặt nhựa có những chỗ nó bám bẩn, nó sẽ cầu mềm đó. Mình sẽ xịt vào, mình sẽ lấy rẻ mình lau đi, kể cả máy pha cà phê cũng thế, đấy, mình xịt vào những cái chỗ ngóc ngách của nó, đấy, những cái bẩn nó sẽ nhả xuống. Đấy. Nhiều thứ lắm, xe đạp cũng thế, xe đạp mình cũng vệ sinh được. Đấy. Xe máy, đấy, vệ sinh những cái lốc máy, lốc nước ấy, mình sẽ gắn cái chổi vào, mình vệ sinh. Hoặc là bếp từ như thế này. Đấy. Nó cấu bẩn những cái khe này này. Đấy. Thì mình xịt, bắt đầu mình sẽ lấy một cái rẻ, đấy, mình sẽ lau ngay. Khi mình không phải lau, mình cầm cái rẻ, giống như em đang cầm máy quay, không thao tác được, thì em sẽ cầm một cái rẻ ở phía trước, đặt phía trước, còn cái ngoài cứ đẩy đi đâu. Thì cái rẻ cái bẩn nó ra đến đó thì mình sẽ lau ngay để nó không có loang ra xung quanh. Đấy, mình sẽ không phải lau đi lau lại nhiều lần. Đấy, như vậy thôi.
rất là đơn giản các bác ơi. Bác nào quan tâm tới cái máy vệ sinh hơi nóng này thì cứ mạnh dạn alo cho em các bác ơi. Đấy. Máy này được mua trực tiếp từ Nhật về, ship hàng toàn quốc các bác nhé. Còn đây là cái thùng phụ kiện của nó gần như là rất là nhiều thứ ở bên trong, thì bác có thể về trải nghiệm thêm nhiều thứ nữa. Đấy. Có thể mình là lau ghế massage đấy, nó bằng da mà, ghế nội thất ô tô đấy, sử dụng được hết nhé. Bên trong nó còn là sách catalog hướng dẫn sử dụng như thế này, thì các bác về thì mình sẽ tham khảo mình dùng thêm. Cái này em đóng cùng cho một bác nữa ở ngoài phía Bắc Hạ Long. Đây các bác ơi, đấy cách sử dụng này đấy. Và đây này đó đấy. Đấy, vệ sinh mình lau bếp ga này đấy, quạt thông gió này đấy. Thảm này các bác, giặt chiếu này đấy, nhiều thứ lắm các bác, cửa kiếng này đấy, nó có hết nhá, gạch khe cửa đấy, ghế nội thất ô tô này các bác thấy không, nó làm rất là nhiều thứ. Nguồn điện sử dụng của nó là điện 100V các bác ơi. Bên trong là phụ kiện của nó đây này đấy. Đây cục xà bông này. Đó. Đấy. Ok các bác nhé, bác nào quan tâm tới cái máy này thì alo cho em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em rất nhiều. Đặc biệt là các bác có thể vệ sinh nó vi sóng đấy, rất là sạch sẽ và không ảnh hưởng tới cái chất lượng và cái độ an toàn khi mình sử dụng nhé. Tại vì nó vi sóng á, thì thường thường các bác sẽ sử dụng, mình sẽ ăn đồ ăn, nấu ăn trong đây đấy, thì mình vệ sinh bằng những cái hơi nóng thì nó sẽ không có bị hiện tượng là nhiễm khuẩn ngược các bác. Giống như là nếu mà mình bỏ những cái quá hóa chất vào trong đây đấy, mình vệ sinh không kỹ thì nó cũng có thể khi mình nấu đồ ăn lên trong ấy nhiệt độ cao đấy, thì nó sẽ gây thẩm thấu vào trong thức ăn đấy, gây nguy hiểm cho người sử dụng đó. Ít nhiều thì nó cũng sẽ có nhá. Đấy, bác nào quan tâm thì alo xem đó. Đấy. Đấy, giống như vệ sinh máy giặt thì bác vệ sinh rất là nhiều những cái rong như thế này ha, dơ mình xịt vào những cái khe, cả những cái ốc này. Đấy, bây giờ vệ sinh nó đẹp thôi, chứ còn một thời gian bác dùng thì nó sẽ bị bắn cọng bẩn vào đây đó, mình chỉ bấn xịt phát nó bay hết ra đó, rất là sạch, mình cũng không còn lấy cái gì mình chọc vào làm gì cả ha. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhé, thank you ha. Chúc các bác đầu năm mới gặp nhiều may mắn nhé, mạnh khỏe bình an. Đấy, thank you các bác ha.